chương 41. Các loại lý do tiến vào khán giả. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. 11 giờ tối. Cố thần phong cùng Trương Thanh Thanh đồng thời ngồi xe rời đi ký túc xá, đi tới một nhà rạp chiếu phim. Sau nửa giờ, hai người cùng đạo diễn trác nhạc hội hợp. Mọi người đều mang theo khẩu trang, sớm vào sân, ngồi ở hàng cuối cùng góc tối ở trong, chờ đợi, chôn sống, bắt đầu chiếu. Chờ mọi người ngồi xuống qua đi, Cố thần phong thở dài nói: "Ngày hôm nay rạp chiếu phim người cũng thật nhiều a." À? Khẳng định. Trác Nhạc gật gật đầu, giải thích: "Dù sao ngày hôm nay dạ hội lên cái kia nhưng là có 5 bộ phim đồng thời chiếu phim, trong đó, Ái tình nhà trọ điện ảnh lớn, càng là nóng nảy không được, bán trước phòng bán vé đều bán điên." Lúc này Trương Thanh Thanh cũng mở miệng nói rằng: "Ái tình nhà trọ điện ảnh lớn, hẳn là tháng 11 phòng bán vé quán quân người đoạt được." bọn họ phan thực sự là quá nhiều, xem bán trước phòng bán vé liền biết, cũng không nhất định. Cố Thần Phong vui cười hớn hở nói rằng, tuy rằng bọn họ bán trước phòng bán vé rất khủng bố, có thể không chừng chiếu phim qua đi, danh tiếng thẳng tắp trượt đây. Nghe được Cố Thần Phong lời này, Trương Thanh Thanh cùng Trác Nhạc hai người đều là đồng thời sững sờ, danh tiếng thẳng tắp trượt, sự tình kiểu này, khả năng à? Phải biết, ái tình nhà trọ điện ảnh lớn này bộ kịch đạo diễn nhưng là ái tình nhà trọ, nguyên đạo diễn, dù cho hắn chỉ là phục chế một ít nội dung vở kịch, nói vậy cũng có thể xúc động fans tình cảm, đến thời điểm phòng bán vé nhất định sẽ không quá thấp. Mang theo hiếu kỳ tâm tình, trác nhạc nhìn cố thần phong hỏi. Cố lão sư, ngươi đúng không biết chút ít cái gì? Phải biết, này đã là trác nhạc lần thứ hai nghe được cố thần phong như vậy đánh giá, ái tình nhà trọ điện ảnh lớn, bộ phim này cố thần phong toét miệng cười cợt nói không có a à, ta chính là mình đoán cũng không thể tăng người khác chí khí diệt uy phong mình a à. này vừa nói nhưng trương thanh thanh cùng Trác nhạc hai người đều có chút dở khóc dở cười có điều nói cũng không có nói sai ở cái này mấu chốt nhi lên nếu như dài người khác chí khí diệt uy phong mình cái kia tính chuyện gì xảy ra ở ba người vừa nói vừa cười thời điểm lấy đó làm mừng vui thích hiếu kỳ nổi danh nhà phê bình điện ảnh hồ thiện lần thứ hai phát huy tâm lý hiếu kỳ nàng cũng không có nước chảy bèo trôi đến xem ái tình nhà trọ điện ảnh lớn cũng không có đến xem thanh xuân mà là lựa chọn không bị đám dân mạng nhìn kỹ chôn sống bộ phim này sở dĩ sẽ chọn lựa như vậy hoàn toàn là bởi vì nàng nhìn thấy cố thần phong cùng đường đường trải qua cái kia một kỳ hướng tới sinh hoạt nhìn thấy bên trong hoàng lão sư theo hà lão sư hai người cũng như này tôn sùng bộ phim này liền liền hứng thú làm nổi danh nhà phê bình điện ảnh đối với trong vòng đại lão cũng đều là từng có hiểu rõ cho nên nàng cảm thấy lấy hoàng tiểu trù thân phận kiên quyết sẽ không lung tung đề cử điện ảnh vậy hắn đã như vậy ra sức đề cử chôn sống cái kia bộ phim này tất nhiên có nó điểm sáng liền hồ thiện đi vào rạp chiếu phim đi tới cố thần phong đám người vị trí phòng chiếu chỉ là nàng vừa đi vào phòng chiếu, liền hơi kinh ngạc, bởi vì cái này phòng chiếu tỷ lệ ngồi ghế lại đã đạt tới 65% tả hữu. Này điểm nhi là nàng làm sao cũng không nghĩ tới, dù sao bộ phim này ở Internet nhưng là bị đám dân mạng không coi trọng. Có thể tại sao có thể có như thế cao tỷ lệ ngồi ghế đây? Có điều, làm nàng nghe được bên cạnh khán giả tán gẫu qua đi, liền hiểu được. Thật là không có nghĩ đến, ái tình nhà trọ điện ảnh lớn ở nhưng đã nóng nảy đến cái trình độ này, ta đều sớm một tuần cướp phiếu, lại vẫn không có cướp được lần đầu chiếu phiếu. Ai nói không phải đây? Ta cũng là sớm một tuần cướp phiếu, đáng tiếc chỉ cướp được, ái tình nhà trọ điện ảnh lớn, cuộc kế tiếp phiếu. Ai, thực sự không muốn ngồi ở bên ngoài thổi gió, liền nghĩ chôn sống, khẳng định không ai xem, vậy thì mua trương phiếu đi vào ngủ đi. Có thể vừa tiến đến, phát hiện người có chút nhiều a. À. Hai chúng ta ý nghĩ như thế, nhưng. Này người tự hồ thật sự có điểm nhiên nhiều a à. ta là nhìn hướng tới sinh hoạt cảm thấy cái kia cố thần phong rất thú vị cho nên tới ủng hộ hắn bộ phim đầu tiên Tuy rằng không biết bộ phim này sẽ như thế nào nhưng cũng là mấy chục khối chuyện tiền trước tiên chống đỡ một đợt lại nói ha hả ta cùng ngươi không giống nhau ta là vị cố thần phong con gái đường đường cho nên tới chống đỡ hắn từ những này khán giả tán gẫu ở trong có thể nghe được bọn họ sợ dĩ đến quan sát trong sống, bộ phim này đều là có lý do của chính mình. Phần lớn đều là cho rằng bộ phim này khẳng định xem rất ít người, chính mình không muốn ở bên ngoài làm chờ, liền tốn chút nhi tiền vào ngủ. Cũng có tình nhân là nghĩ ít người, bầu không khí càng tơ lụa ngồi ở hàng cuối cùng Cố Thần Phong nghe đến mấy cái này người tiếng bàn luận qua đi, một mặt bất đắc dĩ. Những này khán giả lý do, cũng thật là thiên kỳ bách quái a. À. Có điều, Cố Thần Phong tin tưởng rất nhanh những người này sẽ bị chôn sống cho kinh diễm đến rất nhanh không giờ sáng đến chôn sống cũng chính thức ở rạp chiếu phim cùng mọi người gặp mặt nguyên bản huyên náo phòng chiếu bên trong cũng từ từ yên tĩnh lại bọn họ tuy rằng đều là mang theo các loại mục đích tiến vào có thể làm chôn sống phát sóng qua đi bọn họ vẫn là xem lên dù sao cũng dùng mấy chục khối vé xem phim tiền đây đồng thời cũng muốn nhìn một chút này bộ ở chiếu phim trước danh tiếng liền khen chê không đồng nhất, chôn sống, đến cùng như thế nào. Điện ảnh chính thức bắt đầu truyền phát. Đầu tiên ánh vào hết thảy người mi mắt chính là đen kịt một màu, loại này đen kịt cho người một loại sắp muốn cảm giác nghẹn thở. Khán giả trong nháy mắt sửng sốt. Khe nằm. Đây là chuyện gì xảy ra? Nếu không phải còn có thể xem đến phần sau chùm sáng, ta đều cho rằng là rạp chiếu phim bị cúp điện đây lẽ nào là điện ảnh cũng sẽ màn đen à? Đù gì thế, ta nhìn mấy trăm tràng điện ảnh, còn chưa từng có nghe nói điện ảnh cũng sẽ màn đen được rồi. Này, chôn sống, vừa lên đến lại liền làm cái màn đen, cũng quá hố cha đi. Khe nằm, thiệt thòi lớn A, à, vốn đang cho rằng, chôn sống, sẽ là một con ngựa ô, hiện tại vừa nhìn, là không là ngựa ta không biết, nhưng đây thật sự là đen A. À đồng dạng ngồi ở hàng cuối cùng nổi danh nhà phê bình điện ảnh Hồ Thiện cũng là mày liễu hơi nhíu. Có điều nàng rất nhanh liền phát hiện không đúng, không nhịn được lên tiếng nói. Này không phải màn đen, mọi người đừng nói chuyện yên tĩnh lắng nghe. Có Hồ Thiện nhắc nhở, mọi người tự hồ cũng ý thức được có gì đó không đúng, từ từ yên tĩnh lại. Làm hết thảy mọi người không ở mở miệng nói chuyện, yên tĩnh lắng nghe thời điểm. Quả nhiên. Bọn họ phát hiện này cũng không phải màn đen, bởi vì có âm thanh truyền tới, chuẩn xác tới nói là tiếng hít thở. Hơn nữa còn là tiếng thở hỗn hỉnh, nhưng tuyệt đối không phải loại kia các ngươi hiểu sai gấp gáp. Chuyện gì xảy ra? Rất nhanh. Màn hình bị một bó lửa nhỏ thắp sáng, đón lấy cố thần phong cái kia quể quải, giờ bẩn mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một loại đặc thù căng thẳng hoàn cảnh bị hoàng mỹ thể hiện ra ngoài theo nội dung vở kịch không ngừng triển khai, mang theo các loại mục đích tiến vào khán giả, đều yên tĩnh lại, nghiêm túc nhìn trước mắt màn ảnh lớn, nhìn, chôn sống, bộ phim này. Vào lúc này, bọn họ cũng đều phát hiện, này bộ, chôn sống, tự hồ còn rất thú vị, đặc biệt là trác nhạc này người mới đạo diễn, cũng không phải vô học hạng người. Hơn nữa, người mới diễn viên cố thần phong hành động, có chút đồ vật A tại áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 42 khán giả tâm thái chuyển biến, mở ra tính kết cục. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Vừa nãy cái kia tiếng thở hỗn hển, tuyệt đối là vừa đúng, khiến người kinh diễm không ngớt. Có lúc, căng thẳng tâm tình cũng không phải lập tức liền thả ra ngoài, mà là cần phải từ từ giãn ra. Hiện tại, cố thần phong bọn họ vị trí phòng chiếu bên trong, hết thảy khán giả tâm tình cũng đã bị cố thần phong biểu diễn cho kéo lên một cái căng thẳng bầu không khí thình lình xuất hiện ở mọi người trong lòng. Phim ảnh bên trong. Cố thần phong nhen lửa cái bật lửa, ở chật hẹp đen kịt trong quan tài tìm kiếm chạy đi biện pháp, có thể, tìm kiếm nửa ngày cũng không có đầu mối chút nào. Theo nội dung vở kịch tầng tầng đề cử, khán giả cũng trải nghiệm đến cố thần phong đóng vai pau ở chôn sống tiến vào quan tài qua đi, nội tâm dãy dùa, tuyệt vọng. Đặc biệt là cố thần phong cái kia dường như dưỡng khí không đủ, hô hấp từ từ tăng thêm tiếng thở dốc, càng làm cho khán giả có một loại âm thanh lâm kỳ cảnh cảm giác. Ngồi ở hàng cuối cùng hồ thiện, giờ khắc này hô hấp cũng không ngừng tăng thêm, tự hồ cũng có thể nghe được chính mình trái tim phù 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 nhảy lên âm thanh. Chấn động. Sâu sắc chấn động. Nàng làm sao ép không nghĩ tới, người mới này đạo diễn trác nhạc lại có thể đánh ra như thế đẹp để hồi hộp mảnh. Hơn nữa, Người mới này diễn viên cố thần phong hành động không khỏi cũng quá tốt rồi đi. Hắn thật chỉ là một cái ở hoành điếm làm 5 năm diễn viên quần chúng quần diễn à. Chôn sống, đã không thể được gọi là điện ảnh, quả thực chính là một bộ thực ghi chép à. Quả thực là quá khủng bố. Đây tuyệt đối là một con ngựa ô, chôn sống, tuyệt đối sẽ trở thành tháng 11 phòng bán vé hát mã. Ha ha, những kia không coi trọng bộ phim này người, nếu như xem xong bộ phim này qua đi không biết có thể hay không sắc mặt tái xanh đây. nghĩ tới đây, hồ thiện dĩ nhiên có chút hưng phấn cùng kích động, đồng thời còn không giấu vết liếc mắt nhìn bên cạnh ba cái mang theo khẩu trang người. nhưng mà, này vừa nhìn hồ thiện liền có thể ở, bởi vì nàng phát hiện ba người này, căn bản không có xem trên màn ảnh lớn nội dung vở kịch, mà là nhìn chầm chầm phòng chiếu bên trong khán giả, tự hồ đang chú ý những này khán giả xem phim. đây là chuyện gì xảy ra? ô ngồi ở chính giữa người kia làm sao cảm giác có chút quen mắt đây thật giống ở đâu gặp trong lòng suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ tới đến liền hồ thiện lại nhìn một chút màn ảnh lớn đón lấy lại nhìn một chút ngồi ở chính giữa người kia nhất thời hưng phấn lên lại là cố thần phong hắn ở đây là đến xem khán giả phản hồi à như vậy ngồi ở hắn một mặt khác cái kia đúng không người mới đạo diễn trát nhạc đây còn có ngồi ở bên cạnh hắn cái này khí chất kinh người nữ nhân sẽ không là cố thần phong cò môi giới, Trương Thanh Thanh đi. Là một tên nhà phê bình điện ảnh, Hồ Thiện nhưng là ở thế giới điện ảnh lăn lộn nhiều năm, đối với thế giới giải trí người đại khái cũng là từng có hiểu rõ. Vì lẽ đó, nàng không nhìn được lại nghiêm túc đánh giá ngồi ở cố thần phong bên cạnh cô gái kia. Rất nhanh nàng liền xác định. Cái này khí chất bất phàm nữ nhân, chính là cố thần phong cò môi giới, Trương Thanh Thanh. Giờ khắc này Hồ Thiện đó là tương đương hưng phấn, kích động, có điều nạn cũng không có gọi ra, mà là tiếp tục làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, tiếp tục nhìn điện ảnh. Màn ảnh lên. Theo, chôn sống, nội dung vở kịch tầng tầng thâm nhập, hồ thiện cái này nổi danh nhà phê bình điện ảnh cũng càng thêm chấn động. Này người mới đạo diễn phối người mới diễn viên chính, lại có thể thể hiện ra kinh người như vậy hiệu quả. Có điều ngẫm lại cũng là, trác nhạc được gọi là quỷ tài đạo diễn, mà cố thần phong nhưng là được gọi là trời sinh diễn viên, như vậy tổ hợp lại với nhau, tất nhiên là có thể bắn ra vô hạn khả năng. Quả nhiên, hiện trường khán giả cũng dồn dập bắt đầu bàn luận. a a a bộ phim này đúng là quá kích thích, tuy rằng xem ta kinh hồn bạc vía, nhưng là thật rất mức ghiền a à. Lại nói, cố thần phong sẽ không thật cắt đầu ngón tay đi, đây cũng quá khủng bố, quá máu tanh. Trên lầu có biết nói chuyện hay không? Cái này gọi là quá chân thực, vừa nãy cái kia một hồi, ta nờ đều nhắm hai mắt không dám xem, chỉ có thể nói rõ Cố Thần Phong hành động nổ tung a. À. Xác thực, Cố Thần Phong hành động thực sự là quá trâu, nhìn thấy hắn cắt ngón tay, ta đều có loại phía sau lưng lạnh cả người cảm giác. Theo nội dung vở kịch không ngừng diễn dịch, nguyên vốn có chút yên tĩnh phòng chiếu bên trong, lại vang lên không ít tiếng ồn ào, chỉ bất quá lần này phần lớn người đều là khen bộ phim này đẹp đẽ. Diễn viên chính cố thần phong hành động tốt. Rất so với là ở cố thần phong cắt ngón tay tình cảnh đó, hết thảy mọi người theo bản năng cho rằng hắn là ở thật vì cứu người yêu của chính mình mà cắt đứt ngón tay của chính mình. Làm điện ảnh đi tới cuối cùng, khán giả tâm tình cũng là bị phim ảnh bên trong cố thần phong biểu diễn cho cao cao rơi lên. Theo hạt cát càng chảy càng nhiều, cố thần phong cũng điên cuồng gào thét, đây là dục vọng cầu sinh dưới bản năng gào thét đồng thời cũng là đối với vận mệnh không cam lòng mà a gao. Không cam lòng liền chết như vậy. Hắn còn có rất nhiều chuyện không có đi làm, còn có lên lão bà cùng hài tử. Hắn không muốn chết. Phim ảnh phần cuối chính là không ngừng ở hy vọng cùng tuyệt vọng trong lúc đó qua lại chuyển đổi, cuối cùng lại rơi vào vô tận tuyệt vọng bên trong. Cố thần phong thành công nắm lấy khán giả tâm thần, nhưng bọn họ đều theo bản năng nắm chặt quả đấm của chính mình nội tâm cũng theo phim ảnh bên trong cố thần phong đồng thời hò hét. Nhưng là, theo trên màn ảnh lớn xuất hiện một hàng chữ. Thâu, chúng ta đúng là tận lực. Câu nói này qua đi, trong rạp phim hết thảy quan sát bộ phim này khán giả, phản phất cũng nghe được sâu trong nội tâm vang lên pha lê phá nát thanh âm. Không tên đến cảm giác trong lòng chính mình có chút vắng vẻ. Thâu muốn chết phải không? Hắn dậy dụa lâu như vậy, chung quy vẫn là chạy không thoát vận mệnh đùa cợt à. Các vàng chậm rãi đầy rẫy toàn bộ nhỏ hẹp quan tài, màn ảnh bên trong chỉ còn dư lại pau ở tuyệt vọng bên trong gào thét âm thanh. Dần dần, âm thanh kia cũng không có. Cái bật lửa ngọn lửa trở nên càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng màn ảnh lớn lại xong đen kịt rồi xuống. Vào lúc này, toàn bộ rạp chiếu phim đều đen kịt một màu, chỉ còn dư lại đầu bên kia điện thoại không ngừng truyền đến. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi tâm thanh phòng chiếu bên trong không ít người đều hai mắt đỏ chót thậm chí một ít nước mắt điểm tương đối thấp cô gái đã khóc dụng dung trang các nàng là thật bị cố thần phong đưa vào đến bộ phim này ở trong đi giờ khác này nước mắt là vì là pao mà chảy nhưng điện ảnh còn chưa kết thúc hết thảy mọi người đang đợi này bộ chôn sống cuối cùng kết cục cứ việc giờ khác này màn ảnh đồng dạng đen kịt một mảnh nhưng cùng trước chửi rủa không giống khán giả đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn màn ảnh lớn. Nhưng mà cái kia trên màn ảnh lớn trước sau đen kịt một mảnh. Nhất thời, tuyệt vọng ở hết thảy khán giả trong lòng lan tràn ra. Ngay ở hết thảy người cho rằng điện ảnh liền như vậy, lấy bao cực kỳ tuyệt vọng phương thức kết thúc thời điểm, màn ảnh lớn nhưng là đột nhiên sáng lên, tự hồ quan tài bị mở ra như sinh quang minh, như tân sinh hy vọng nhưng mà, làm tình cảnh này xuất hiện thời điểm, toàn bộ, chôn sống, cũng chính thức kết thúc có điều hết thảy trong lòng người đều rất nghi hoặc. Thứ này lại có thể là một cái kiểu mở kết cục. Vừa nãy yếu ớt tia sáng, là quan tài bị mở ra à? Không người dám xác định, nhưng bọn họ sâu trong nội tâm nhưng là tin chắc, quan tài là bị mở ra. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 43 Một cành độc tú, danh tiếng nổ tung. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Điện ảnh kết thúc. Trác nhạc nghiêng đầu qua chỗ khác nói khẽ với cố thần phong nói rằng. Cái kia, chúng ta đi thôi. Cố thần phong gật gật đầu. Cho nên bọn họ ba người liền rời đi trước tiên phòng chiếu. Làm cố thần phong trải qua nổi danh nhà phê bình điện ảnh Hồ Thiện bên người thời điểm, Hồ Thiện viện mắt ứng hồng, đối với cố thần phong giơ ngón tay cái lên. Cố thần phong sững sờ, lẽ nào là phát hiện ta? Có điều hắn rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, quay về Hồ Thiện hai tay chắp tay, Ngọ ý cảm ơn nàng tán thành hai người đều không nói gì liền như vậy gặp thoáng qua rạp chiếu phim ở ngoài rất là ầm ĩ nhưng cố thần phong không có tâm sự đi quan tâm xem xong lần đầu chiếu không chỉ là khán giả cảm thấy trong lòng vắng vẻ hắn cũng cũng giống như thế thậm chí cái cảm giác này hắn so với bất luận người nào đều phải mãnh liệt xe gia đình lên trương thanh thanh hồi lâu đều không có mở miệng nói chuyện cố thần phong cũng là ngậm miệng không nói toàn bộ bên trong xe rơi vào yên tĩnh quái dị tài xế võ quân vốn là một cái không nhiều lời người hắn liền càng sẽ không mở miệng nói chuyện cuối cùng vẫn là trương thanh thanh trước tiên đánh vỡ yên tĩnh nhìn cố thần phong nói rằng thần phong ngươi thật là một nhân tài có thể viết ra chôn sống như vậy kịch bản hơn nữa nhìn xong bộ phim này qua đi mới phát hiện nó có thể hoàn toàn đem kỹ xảo của ngươi phát huy được ta biết ngươi muốn hỏa hơn nữa là bạo hỏa nói tới chỗ này trương thanh thanh tựa hồ có hơi kích động từng chữ từng câu nói thần phong ngươi muốn nổi danh cố thần phong nhưng là cười cợt nhìn trương thanh thanh hồi đáp trương tỷ thật phi thường cảm tạ ngươi nếu như không có ngươi coi như ta có hành động có tốt kịch bản cũng không thể nhanh như vậy liền lên màn ảnh lớn tuy rằng không biết chôn sống chiếu phim hiệu quả sẽ làm sao nhưng bộ phim này có thể đánh ra đến ta cũng đã rất thỏa mãn. Trương Thanh Thanh gật gật đầu, nói. Vừa nãy những kia khán giả phản ứng, nói vậy ngươi cũng nhìn thấy, chờ xem, muộn nhất ngày mai, chôn sống, danh tiếng tuyệt đối sẽ nổ tung, trở thành mọi người bàn tán sôi nổi tiêu điểm. Mà ngươi, tự nhiên sẽ trở thành mọi người quan tâm đối tượng. Cố thần phong quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cứ việc là đen kịch một mảnh, nhưng hắn phản phất nhìn thấy một vệt ánh sáng minh, sâu xa nói. Có thế đi. Trên Internet, lúc này cũng sớm đã sôi trào. Mặc dù là hừng đông, nhưng phản phất cũng không trở ngại cú mèo nhóm nhiệt tình. Thật là không có nghĩ đến a à, ái tình nhà trọ điện ảnh lớn, lại sẽ là như vậy, quá phận quá đáng, dùng 50 khối mua vé xem phim, lại nhường ta xem trọng mộ. Quá phận quá đáng, đây tuyệt đối là đến làm tiền, quá buồn nôn. Bộ phim này ta nhìn như thế liền trực tiếp rời đi, quả thực là quá khó coi, cho ba phân ta đều cảm thấy có chút nhiều. Ta không thấy, ái tình nhà trò điện ảnh lớn, nhưng thanh xuân, này điện ảnh đều là cái gì rác rưởi a, à? cái kia nhân vật chính cũng quá ngượng ngùng đi, biết cái gì gọi là hành động à, quá buồn nôn. Hơn nữa nội dung vở kịch bên trong lại là sảy thai, chia tay, tai nạn xe cộ, quả thực là quá buồn nôn lẽ nào hiện tại điện ảnh đã trở thành lưu lượng minh tinh làm tiền công cụ à sẽ không có một bộ có thể xem khe nằm không thể nói như thế chôn sống bộ phim này liền rất đẹp quả thực là đẹp để đến nổ tung này diễn viên chính là ai vậy hành động như vậy nổ tung ta cũng vừa mới vừa xem xong chôn sống bộ phim này đúng là vô địch vốn là ta là chuẩn bị đi phòng chiếu bên trong ngủ nhưng ai biết nhìn nhìn liền bị nhập vai vào đến chôn sống tâm tình ở trong đi quá ngột ngạt nhưng thật rất nương đẹp đẽ. Này, chôn sống, diễn viên chính thật chỉ là một tân nhân à, nhưng hắn diễn kỹ này cũng quá khủng bố đi, kỹ xảo của hắn quá có cảm giác nhập vai, quá chân thực, đặc biệt là các ngón tay cái kia một đoạn, quả thực xem ta sợn cả tóc ghế Khe nằm, chôn sống, đẹp đẽ. Các ngươi xác định không phải thủy quân. Nó không phải tự tìm niềm vui điện ảnh sao, các ngươi những thủy quân này cũng quá rõ ràng đi. Chính là, những kia lưu lượng minh tinh phan cũng chỉ là quỳ liếm minh tinh bản thân nhưng cho tới bây giờ sẽ không quỳ liếm minh tinh điện ảnh được rồi trong lúc nhất thời đám dân mạng trực tiếp nổ tung đặc biệt là đến xem qua tối hôm nay năm bộ phim lần đầu chiếu dân mạng dồn dập ở trên internet phát biểu chính mình đối với điện ảnh cái nhìn trong đó được chú ý chính là ái tình nhà trọ điện ảnh lớn nhưng trực tiếp bị mắng thảm chờ bọn hắn tiến vào rạp chiếu phim thời điểm mới phát hiện này Cmn lại là một bộ trộm mộ điện ảnh thậm chí diễn viên chính đều không phải trước tuyên truyền như vậy lại là mặt khác người này một đợt thao tác quả thực là buồn nôn đến mọi người không chỉ là ái tình nhà trọ điện ảnh lớn danh tiếng nát đến rối tin rối mù bán trước phòng bán vé đồng dạng kinh người thanh xuân cũng tương tự là danh tiếng không tốt lắm thậm chí dân mạng phê đấu nói tam quan bất chính cho tới mặt khác ba bộ phim trừ chôn sống được khen ngợi bên ngoài cái khác hai bộ phim danh tiếng cũng không phải rất tốt kết quả này ngoài dự liệu của mọi người dù sao chôn sống bộ phim này đạo diễn là người mới diễn viên chính cũng là người mới thậm chí ngay cả diễn viên chính đều chỉ có một cái như vậy điện ảnh làm sao xem cũng không thể sẽ đẹp đẽ a à. có thể thủ phát kết thúc qua đi chôn sống danh tiếng trực tiếp nổ tung xem qua đều nói tốt mọi người ở đây bàn tán sôi nổi dồn dập thời điểm nổi danh đạo diễn Chu Binh uy bộ lần thứ hai đổi mới. Tối hôm nay tranh thủ đi nhìn xuống, chôn sống, bộ phim này, ta chỉ muốn nói, chôn sống, tuyệt đối là một bộ tốt vô cùng điện ảnh, không quản là từ từ sự thủ pháp vẫn là điện ảnh biên tập, đều là tinh xảo chế tác. Nhất làm cho ta chấn động chính là diễn viên chính cố thần phong hành động, hắn ở, chôn sống, bên trong biểu hiện đúng là chấn động đến ta, hành động nổ tung, bởi vì nghi có dính líu đến tiết lộ nội dung, vì lẽ đó ta liền không nói nhiều, chỉ muốn nói cho các vị, chôn sống, tuyệt đối là một bộ đáng giá quan xem điện ảnh. Theo chú binh đạo diễn này điều Uy bộ phát ra, đám dân mạng đều sửng sốt. Nếu như nói nhìn thấy những kia đám dân mạng ở thổi phòng, chôn sống, cảm thấy là đoàn kịch thỉnh thủy quân, như vậy chu binh Uy bộ vừa ra, bọn họ đều mộng bức. Lẽ nào, chôn sống, thật rất đẹp. Hết thảy người hầu như trong lòng đều bốc lên nghi vấn như vậy không phải là độc nhất vô song, hoàng tiểu trù uy bô vào lúc này cũng đổi mới. đối với chôn sống bộ phim này, ta ở tiết một bên trong đã nói, đây là một bộ hiếm có văn nghệ hồi hộp mảnh, bộ phim này tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng. so với tối hôm nay nhìn chôn sống, khán giả cũng đã rõ ràng cảm nhận được bộ phim này mang đến chấn động. ở đây, ta lần thứ hai đề cử theo hoàng tiểu trù này điều uy bô vừa ra, mọi người càng thêm kinh ngạc. phải biết. Hoàng tiểu trù hiện tại nhưng là chính đang thu lại, hướng tới sinh hoạt, cái này tiết mục, theo đạo lý tới nói, vào lúc này hắn đã sớm ngủ mới đúng. Nhưng là, hắn không chỉ không có ngủ, lại còn quan tâm, chôn sống, bộ phim này, sau đó lại tuyên truyền một đợt. Đây cũng quá chấn động người đi. Lẽ nào, chôn sống, bộ phim này thật rất treo à? Có hay không xem qua người đến nói rằng? Ta mới vừa xem xong về đến nhà, với các ngươi nói, này bộ chôn sống tuyệt đối điểu bạo lúc trở lại đã mua ngày mai phiếu chuẩn bị đi trở về hai soạt cái kia người mới cố thần phong hành động đúng là nổ tung xem bộ phim này có loại âm thanh lâm kỳ cảnh cảm giác theo nội dung vở kịch không ngừng đẩy mạnh tâm tình cũng là nhấp nhô quá kích thích chu đạo đề cử này bộ chôn sống hoàng tiểu trù lần thứ hai đề cử chôn sống xem ra bộ phim này là thật là khá a à. đã như vậy ta hiện tại liền mua trương phiếu đi xem xem này bộ hai vị đại lão đều đề cử điện ảnh, đến cùng nhìn có được hay không. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 44 Danh tiếng đột kích ngược, cố thần phong muốn hỏa. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Lại nói, này, chôn sống, tỷ lệ chiếu có chút thấp a à, ta mới vừa nhìn xuống, ban ngày thời gian lâu như vậy, lại chỉ có ba tràng, này liền có chút nhi quá mức năm bộ chiếu phim điện ảnh bên trong chôn sống tỷ lệ chiếu là thấp nhất vì lẽ đó ban ngày chỉ có ba tràng cũng rất bình thường vì vì những thứ khác đều phân phối cho cái khác điện ảnh khe nằm những này rạp chiếu phim đều là người mù sao tốt như vậy điện ảnh xếp chiếu lại như thế thấp đúng là quá mức này bộ chôn sống tốt như vậy lại liền cho như thế thấp xếp chiếu một số rác rưởi điện ảnh còn cho cao như vậy tỷ lệ chiếu rạp chiếu phim đầu óc đều bị cửa kẹp à Đúng đúng đúng, đầu óc đầy cõi lòng hy vọng đến xem, ái tình nhà trọ điện ảnh lớn, nhưng là nhìn nhìn, nhưng có loại trực tiếp cho ta cho ăn tường cảm giác, quả thực không thể tha thứ. Ta là trực tiếp nhìn như thế, nghe bằng hữu nói, chôn sống, cũng không tệ lắm, ta liền trực tiếp chạy đi xem, chôn sống. Khoan hãy nói, bộ phim này thật rất ra sức, xem ra thật kích thích, có điều cái này mở ra tính kết cục ta là có thể tiếp thu, tối thiểu dưới cái nhìn của ta, tao là được cứu đám dân mạng có vẻ thập phần náo nhiệt. Theo chu binh đạo diễn cùng Hoàng Tiểu Trù Uầy Bộ vừa ra, càng là đêm, chôn sống, bộ phim này đẩy hướng về phía một cái khác độ cao. Ở 3 giờ sáng, văn hóa ti chuyên nghiệp web bình luận điện ảnh lên, quét mới 5 bộ hừng đông chiếu phim điện ảnh cho điểm. Được quan tâm, ái tình nhà trọ điện ảnh lớn, bắt được 4. 2 phân. Thanh Xuân, bắt được 4. 5 phân. Cho tới mặt khác hai bộ, cũng đều không có vượt qua 6 phần. Mà, chôn sống, bộ phim này cho điểm, nhưng là chấn kinh rồi hết thảy người, bởi vì nó ở văn hóa ti chuyên nghiệp web bình luận điện ảnh lên bắt được cao tới 9. năm cho điểm. 9. năm phân A. Ở văn hóa ti chuyên nghiệp web bình luận điện ảnh lên là không tồn tại soát điểm, cho điểm có thể đạt đến 9 phân trở lên sản phẩm trong nước điện ảnh, có thể nói là hiếm như lá mùa thu tồn tại nhưng là chôn sống này bộ chiếu phim trước căn bản là không được coi trọng điện ảnh nhưng bắt được khủng bố chính năm phân chuyện này quả thật là dọa bối rối mọi người này cơ mơ nờ chính là một con ngựa ô đi nổi danh nhà phê bình điện ảnh hồ thiện từ rạp chiếu phim về nhà qua đi chuyện thứ nhất chính là mở ra máy tính bắt đầu viết tối hôm nay xem chôn sống bộ phim này bình luận phim nàng nhưng là xưng tên cao yêu cầu ác miệng làm web bình luận điện ảnh Internet quét mới đi ra cho điểm qua đi, nàng bình luận phim cũng viết xong, trực tiếp ở Internet tuyên bố đi ra ngoài. Đêm nay, ta vứt bỏ, ái tình nhà trọ điện ảnh lớn, vứt bỏ, thanh xuân, hiếu kỳ như thế lựa chọn đến xem, chôn sống, này bộ chiếu phim trước không bị mọi người nhìn kỹ điện ảnh. Nguyên bản ta chỉ là muốn hiếu kỳ, dù sao đây là ta yêu thích, kết quả, thật nhường ta phát hiện này bộ, chôn sống, điện ảnh, nó thật quá đẹp đẽ. Tuy rằng đạo diễn là cái người mới, nhưng hắn ở quay chụp thủ pháp sử dụng lên, tuyệt đối thành thạo, rất có Hollywood đại chế tác cảm giác, hậu kỳ biên tập cũng là phi thường tinh xảo, lại phối hợp ứng cảnh âm nhạc. Mấu chốt nhất là, cố thần phong người mới này diễn viên quả thực là quá lợi hại, kỹ xảo của hắn đúng là nổ tung, đóng vai pau, thật diễn sống, xem này bộ, chôn sống, tâm tình thật về theo nội dung vở kịch nhấp nhô, dường như thân lâm kỳ cảnh. Này bộ, chôn sống, Tuyệt đối là ta xem qua tốt nhất văn nghệ hồi học mảnh, không có một trong các Hồ Thiện lưu loát viết hơn một ngàn chữ, đến lời bình, chôn sống, tuy rằng số lượng từ không ít, nhưng không chút nào tiết lộ nội dung vở kịch, không có tiết lộ nội dung. Trong đó, Hồ Thiện cường điệu lời bình cố thần phong vị này người mới diễn viên, trong lời nói tất cả đều là ca ngợi chi từ. Dù sao Hồ Thiện ở bình luận phim vọng cũng là tiếng tâm lừng lẫy tồn tại, làm nạn bình luận phim vừa ra tới liền lập tức gây nên rất nhiều người quan tâm. Ôi, Hồ Thiện làm sao đổi tính A, à, nàng không phải ác miệng sao, làm sao thông phần hạ xuống, tất cả đều là ca ngợi, chôn sống, cùng cái kia người mới diễn viên cố thần phong A. À. Hồ Thiện, ngươi thay đổi, ngươi không còn là ta yêu cái kia ác miệng, lại còn hô lên, chôn sống, là ngươi xem qua tốt nhất xem văn nghệ hồi học mảnh, Hồ Thiện ngươi hãy thành thật nói, đúng không nghĩ cho đường đường làm mẹ kế. Má ơi, này, chôn sống, thật sự có như thế đẹp để à? liền hồ thiện như vậy ác miệng lại đều phát hơn một ngàn chữ ca ngợi chi từ, đặc biệt là thông phần một nửa đều ở ca ngợi người mới diễn viên cố thần phong, này liền có chút nhi quá mức a. À. nếu bộ phim này đẹp mắt như vậy, như vậy ta ngày mai cũng đi thử xem nước. hồ thiện mảnh này bình luận phim vừa ra tới, đám dân mạng đều kinh ngạc đến ngay người, thậm chí đều có chút hoài nghi, đúng không tài khoản bị trộm? hồ thiện xưng tên cao yêu cầu cùng ác miệng, lần này lại phát hơn một ngàn chữ ca ngợi. Này quá không bình thường. Trong lúc nhất thời rất nhiều người lòng hiếu kỳ cũng bị kích thích ra đến rồi, rất muốn biết này bộ, chôn sống, là có hay không có đẹp để như vậy. Thiên mang giải trí tổng bộ. Cố thần phong trở lại chính mình ký túc xá, tắm xong qua đi, nằm ở trên giường xem điện thoại di động, hắn lúc này, đúng là một chút buồn ngủ đều không có nhìn bình luận phim cũng nhìn đám dân mạng phản hồi giờ khắc này cố thần phong hoàn toàn nằm ở hết sức phấn khởi trạng thái đây chính là hắn đi tới thế giới này bộ phim đầu tiên a à, cũng là chính mình chuyển trở tới đây bộ phim đầu tiên hiện tại hỏa chuyên nghiệp quét bình luận điện ảnh cho điểm đã đạt đến chín năm phân đi vào kinh điển hàng ngũ đây tuyệt đối là đối với hắn lớn nhất tán thành có điều cố thần phong cũng biết này vẹn vẹn chỉ là cái bắt đầu mà thôi, tiếp đó, chôn sống, tuyệt đối sẽ vượt diễn vượt liệt. Hắn nhưng là nhớ rõ, trên địa cầu thời điểm, chôn sống, nhưng là một bộ đại bạo phát điện ảnh, vì lẽ đó hắn tin tưởng ở thế giới này, bộ phim này cũng tương tự sẽ đại bạo phát. Ngày 11 tháng 11, sáng sớm, làm mọi người mới vừa từ trong giấc mộng tỉnh lại, rất tự nhiên nằm ở trên giường quét mới nghe thời điểm. Hết thảy mọi người sửng sốt ái tình nhà trò điện ảnh lớn, danh tiếng thẳng tắp trượt. Ái tình nhà trò điện ảnh lớn chính là cái cuộn tiền trò chơi, tuyệt đối đừng đến xem. Chung sống, danh tiếng đột kích ngược, đẹp để đến nổ tung. Chung sống, là ta xem qua tốt nhất xem văn nghệ hồi hộp mảnh, không có một trong. Cố thần phong hành động nổ tung, thuấn sát đông đảo tiểu thịt tươi. Một cái hành động nổ tung người mới chính đang từ từ bay lên đạo diễn trác nhạc đến cùng là thần thánh phương nào lúc này trên internet cơ bản tất cả đều là năm bộ chiếu phim điện ảnh tin tức trong đó đề tài tính nhiều nhất trừ ái tình nhà trọ điện ảnh lớn ở ngoài chính là chôn sống này bộ mới bắt đầu hoàn toàn không bị người nhìn kỹ điện ảnh nhưng là một cái buổi tối qua chôn sống danh tiếng nhưng là đột kích ngược thành công tất cả đều là nhất trí khen ngợi cho tới nguyên bản được quan tâm ái tình nhà trọ điện ảnh lớn nhưng là trở thành đám dân mạng thảo phạt đối tượng trực tiếp bị mắng thương tích đầy mình má ơi đây là chuyện gì xảy ra chôn sống thật như thế đẹp đẽ a à? nó đẹp đẽ hay không đẹp đẽ ta không biết nhưng ta biết ái tình nhà trọ điện ảnh lớn trên thực tế là trọng mộ điện ảnh theo ái tình nhà trọ không hề có chút quan hệ nào khe nằm ta nhưng là mua nó vé xem phim a à, đang chuẩn bị tỉnh ngủ đến xem đây Vậy thì rất lúng túng. Lại nói, như thế thấp cho điểm, có thể hay không là có người cố ý soạt đi ra A, à, làm sao có khả năng liền 4 điểm mấy phân A. À. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 45 Phòng bán vé thấp nhất, danh tiếng cao nhất. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio chấm Lẽ nào sẽ không có người hiếu kỳ cái này cố thần phong đến cùng là thần thánh phương nào à, hắn diễn viên chính, chôn sống thật sự có đẹp để như vậy, có thể bắt được chính. Nằm cho điểm. Trên lầu, ngươi xem trước một chút bình luận người nói những câu nói kia đi. Thủy quân nhưng là một chút liền có thể nhìn ra, thế nhưng dành cho điểm cao, toàn bộ đều là bình thường hào. Đúng a, à, này bộ chôn sống thật rất đẹp, đặc biệt là diễn viên chính cố thần phong, kỹ xảo của hắn thật nổ tung, hắn diễn bao, tuyệt đối sẽ kinh diễm mọi người trong mắt. Trong lúc nhất thời trên internet trực tiếp sôi vọt lên đây tuyệt đối là rất nhiều người cũng không nghĩ tới cái này danh tiếng chuyển biến trực quan nhất biểu hiện chính là chôn sống ban ngày chỉ có ba tràng truyền phát có thể trận nào cũng đều no đủ xem qua đám dân mạng đều nói tốt theo bình luận người càng ngày càng nhiều chôn sống cho điểm tuy rằng có hạ xuống nhưng vẫn duy trì ở chính ba phân cho tới không tin tà chống đỡ ái tình nhà trọ điện ảnh lớn những kia dân mạng, kiên trì đi rạp chiếu phim nhìn xuống, mỗi một trang đồng dạng đều là chật ních. Nhưng, xem qua, ái tình nhà trọ điện ảnh lớn, đám dân mạng đều dồn dập ở Internet chửi ầm lên lên. Dẫn đến nó cho điểm trực tiếp từ 4. Hai hạ thấp 2. 9 phân. Như vậy cho điểm, tuyệt đối có thể nói là kinh ngạc đến ngay người hết thảy người Titanium hợp kim mắt chó. Dù sao ở chiếu phim trước, bộ phim này nhưng là được chú ý tuyệt đối là tháng 11 hoàn toàn xứng đáng phòng bán vé vương giả. Nhưng là chờ đến chiếu phim qua đi, danh tiếng nhưng là thẳng tắp trượt, trực tiếp bị mắng thành kẻ đần độn. Không quản là diễn viên chính vẫn là tổng đạo diễn, đều trực tiếp bị mắng đến đóng ôi bộ bình luận công năng. Bởi vậy có thể thấy được, đám dân mạng là có cỡ nào bầu không khí, ngược lại, chôn sống, danh tiếng nhưng là lớn đột kích ngược. Đặc biệt là đám dân mạng đối với cố thần phong vị này người mới diễn viên hành động độ cao tán thành, dồn dập biểu thị bị chấn động đến. Cố thần phong biểu hiện kinh diễm đến dân mạng, trực quan nhất biểu hiện, chính là hắn Uy bộ fans nên đón lớn bảo đảm. Hiện tại hắn phan trực tiếp tăng vọt đến 300 vạn. Đây tuyệt đối là một cái chất bay vọt. Ở mọi người bàn tán sôi nổi không ngừng mà thời điểm, bọn họ cũng đều quan tâm này cùng một ngày chiếu phim 5 bộ phim ngày đầu phòng bán vé sẽ là bao nhiêu? Đến ngày 12 tháng 11 hừng đông. Mọi người dồn dập ấn mở phòng vé thống kê bản danh sách. Xếp ở vị trí thứ nhất chính là bán trước phòng bán vé đạt đến 3 ức, ái tình nhà trọ điện ảnh lớn, ngày đầu phòng bán vé liền bắt được kinh người ba. năm ức. Con số này tuyệt đối là phi thường khủng bố. Mà, xếp hạng người thứ hai nhưng là Thanh Xuân, ngày đầu phòng bán vé bắt 2 ức, thứ ba bắt được 8.000 vạn, thứ bốn bắt được 5 ngàn vạn. Cho tới xếp hạng thứ năm, chôn sống, ngày đầu phòng bán vé chỉ lấy đến 6 triệu. Làm hết thảy người nhìn thấy kết quả này sau, đều kinh ngạc đến ngay người. Đặc biệt là, ái tình nhà trọ điện ảnh lớn, cùng, thanh xuân, phòng bán vé tuyệt đối là kinh người, tuy rằng này hai bộ phim danh tiếng không ra sao, thậm chí bị mắng thành chó, nhưng bọn họ ngày đầu phòng bán vé nhưng là tương đương khủng bố. Trong lúc nhất thời, hết thảy mọi người không bình tĩnh. Trâu bò A, à, tuy rằng, ái tình nhà trọ điện ảnh lớn, bị mắng thành chó, nhưng bọn họ ngày đầu phòng bán vé còn kinh người như vậy, vậy cũng là ba. Năm ức A, à. thanh xuân, không phải đồng dạng bị mắng sao, nhưng vẫn bắt được hai cái ức, này không thể không nói, lưu lượng minh tinh não tàn fans là thật nhiều A, à. đây chính là đỉnh lưu thị trường A. À. Không trách những đạo diễn kia nóng như thế trung mời những này lưu lượng minh tinh đây, bởi vì bọn họ não tàn fans thật rất cam lòng dùng tiền một bộ thanh xuân như thế rác rưởi điện ảnh ngày đầu phòng bán vé đều có thể bắt được hai cái ức lại nói chôn sống danh tiếng tốt như vậy làm sao ngày đầu phòng bán vé cũng chỉ có ngần ấy nhi đây liền người ta số lẻ đều không có chênh lệch này cũng lớn quá rồi đó chôn sống là một bộ điện ảnh loại này phòng bán vé nhất định sẽ không quá cao huống chi chôn sống xếp chiếu thực sự là quá thấp dù cho là trận nào cũng no đủ có thể có bao nhiêu phòng bán vé đây. Liền xem ngày thứ hai xếp chiếu. Đã tăng cường, ta mới vừa nhìn xuống, chôn sống, xếp chiếu tăng cường gấp đôi, nói vậy ngày mai phòng bán vé sẽ nhiều không ít. Khe nằm, ái tình nhà trọ điện ảnh lớn, đúng là rất trác trưởi điện ảnh, quả thực chính là đến làm tiền, chuyên môn hại chúng ta những này phan tiền, quá phận quá đáng. Có thể thấy được, hiện tại đám dân mạng cũng đã sôi trào. Đối với cái này ngày đầu phòng bán vé, Cố thần phong tự nhiên cũng là phi thường quan tâm, ngày thứ nhất bắt 6 triệu phòng bán vé, đối với bọn hắn chỉ có 500 vạn đầu tư chế tác phim ảnh tới nói cũng không tính quá kém. Dù sao bọn họ xếp chiếu liền một chút. Có điều cố thần phong tin tưởng, không tốn thời gian dài, chôn sống, xếp chiếm định sẽ tiếp tục tăng lên. Dù sao, ái tình nhà trọ điện ảnh lớn, kinh khủng như vậy xếp chiếu, nhưng danh tiếng như vậy kém, nhất định sẽ bị phân hạ xuống đến tỷ lệ ngồi ghế không được những kia xinét mát cũng không phải người ngu nhất định sẽ một lần nữa xếp mảnh vừa lúc đó cố thần phong chuông điện thoại vang lên cầm lấy đến vừa nhìn là chôn sống đạo diễn trác nhạc đánh tới cố thần phong đi tới phòng khách nhận nghe điện thoại nói trác đạo làm sao muộn như vậy còn chưa ngủ a à? ai nha cố lão sư chúng ta phòng vé đi ra ngày đầu bắt được 6 triệu ngươi nhìn thấy không đầu bên kia điện thoại trát nhạc còn có vẻ hơi kích động. Cố thần phong hồi đáp. Mới vừa nhìn thấy, như vậy xếp chiếu còn có thể bắt được 6 triệu phòng bán vé, đã rất tốt, mấu chốt nhất chính là chúng ta danh tiếng tốt, nói vậy đón lấy xếp chiếu sẽ có gia tăng. Là, ta cũng là nghĩ như vậy, có điều cố lão sư, người đoán cũng quá chuẩn đi, cái kia bộ được chú ý điện ảnh, lại bị đám dân mạng mắng thành chó, bọn họ diễn viên chính theo đạo diễn trực tiếp mắng đóng ôi bộ bình luận công năng, ta đã dự liệu được, bộ phim này tiếp lấy bên trong sẽ không dễ chịu. Ha ha ha, ta cũng chỉ là tùy tiện đoán, không nghĩ tới bọn họ lại thật chỉ là muốn vòng tiền, căn bản không hề để tâm, người như vậy, bọn họ nhất định sẽ bị mắng, không có thành ý tác phẩm, sẽ chỉ làm khán giả thất vọng. Đúng đúng đúng, một bộ trộm mộ mảnh, cần phải treo lên trước tên, vậy thì thật rất quá đáng. Ha ha, trác đạo, thời gian không sớm, sớm một chút nghỉ ngơi, những ngày kế tiếp ngươi nhất định sẽ càng thêm hưng phấn càng thêm hài lòng cố lão sư vậy ta nhưng là chờ ha ha hả hiện tại là thật tặc thoải mái a à, tuy rằng cho tới bây giờ chúng ta chôn sống phòng bán vé thấp nhất nhưng danh tiếng nhưng là cao nhất đúng là quá thoải mái vậy ta liền không quấy rầy cố lão sư nghỉ ngơi ta tiếp tục đi quấy rối người khác tạm biệt các nhạc nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại hắn giờ phút này thật rất vui vẻ đây chính là hắn sau khi về nước bước thứ nhất tác phẩm A, liền trực tiếp bạo. Cố thần phong nghe được trắc nhạc, cười cợt, có điều hắn cũng rõ ràng, có thể cho điểm đạt đến 9 phân trở lên, đây tuyệt đối là kinh điển phim ảnh. Đúng là một cái đáng giá cao hứng, hài lòng sự tình. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 46 Đột kích ngược mà lên, một tuần phòng bán vé. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio ngày thứ hai chôn sống danh tiếng tiếp tục nổ tung cũng không có hạ xuống bao nhiêu còn cái khác bốn bộ phim danh tiếng nhưng là đang không ngừng hạ thấp đặc biệt là ái tình nhà trọ điện ảnh lớn theo thanh xuân này hai bộ được chú ý điện ảnh càng bị đám dân mạng phỉ nhổ khán giả có thể đều không phải người ngu ở trải qua ngày đầu điên cuồng qua đi ngày thứ hai khán giả rất nhiều cũng đã khôi phục lý trí dẫn đến này hai bộ phim tỷ lệ ngồi ghế thẳng tắp hạ xuống, từ ngày thứ nhất 70% thẳng tắp hạ xuống đến chỉ có 30%. Cái này hạ xuống tốc độ, quả thực là đáng sợ. Cho tới, chôn sống, bộ phim này, nhưng là mới vừa cùng trước hai bộ phim ngược lại. Ngày thứ nhất bình luận tỷ lệ ngồi ghế chỉ có 60, thế nhưng ngày thứ hai tỷ lệ ngồi ghế nhưng là đạt đến 95, có thể nói trận nào cũng no đủ. Không thể so sánh, vừa so sánh chính là trời và đất. Làm ngày 13 lúc trạng sáng, chiếu phim năm bộ phim ngày thứ hai phòng bán vé đi ra. Xếp hạng đã không có thay đổi quá lớn, duy nhất trở nên là đơn phòng bán vé theo ngày tổng sản lượng. Thứ nhất vẫn là ái tình nhà trọ điện ảnh lớn, đơn phòng bán vé theo ngày 1. Một. một ức, phải biết bộ phim này ngày đầu nhưng là bắt ba. Năm ức khủng bố thành tích, có thể ngày thứ hai trực tiếp hạ thấp nhiều như thế. Có thể nói vách núi kiểu sụt giá. Thứ hai, thanh xuân, đơn ngày 5.000 vạn, thứ ba đơn ngày 3.000 vạn, thứ bốn đơn ngày 2.000 vạn. Cho tới xếp hạng thứ năm, chôn sống, ngày thứ hai phòng bán vé nhưng là bắt được 1.800 vạn. Cái này cũng là 5 bộ phim bên trong, duy nhất đột kích ngược mà lên điện ảnh. Ở ban ngày chỉ có 6 tràng truyền phát tình huống, hung hăng bắt 1.800 vạn phòng bán vé làm đám dân mạng nhìn thấy kết quả này sau khi, đều chấn động ở. Đây cũng quá khủng bố đi. Nhưng mà, này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngày thứ ba phòng bán vé đi ra, mọi người càng là sôi trào. Bởi vì ngày thứ ba phòng bán vé xếp hạng rốt cục phát sinh ra biến hóa. Người thứ nhất bắt được 28 triệu, nhưng cũng không phải ái tình nhà trọ điện ảnh lớn, mà là trước xếp hạng thứ bốn một bộ phim. Người thứ hai liền biến thành Chung sống, bắt 27 triệu phòng bán vé. Thứ ba mới đến phiên, ái tình nhà trọ điện ảnh lớn, bắt 2.000 vạn phòng bán vé. Cho tới, thanh xuân, đơn ngày chỉ có 1.000 vạn phòng bán vé vào sổ. Có thể nói, ái tình nhà trọ điện ảnh lớn, cùng... Thanh Xuân, này hai bộ phim đơn phòng bán vé theo ngày hiện ra vách núi kiểu sụt giá, đã từ thần đàn ngã xuống. Phải biết, lúc này mới vẹn vẹn chiếu phim 3 ngày A, cũng đã hạ thành như vậy, cái kia mặt sau đây, năm bộ phim bên trong, bốn bộ đều sụt giá, chỉ có, chôn sống, bước đi này điện ảnh đột kích ngược mà lên, từ đến ngược vị trí thứ nhất, trực tiếp dết tới thứ hai, hơn nữa cùng thứ nhất cũng không kém nhiều. Còn có chính là, chôn sống, danh tiếng, ba ngày qua, tổng cộng hơn 10 vạn người, ở văn hóa ti chuyên nghiệp web bình luận điện ảnh lên, vẫn đưa ra chính. Một cho điểm. Tuy rằng, chôn sống, là một bộ điện ảnh, thế nhưng dựa vào siêu cao cho điểm, hài lòng danh tiếng, phòng bán vé cũng một đường đột kích ngược mà lên. Từ ngày thứ tư bắt đầu, chôn sống, liền nắm đặt đơn phòng bán vé theo ngày quán quân, tuy rằng chỉ có 3.500 vạn, nhưng cái này cũng là một cái khởi đầu tốt. Mấy ngày kế tiếp, chôn sống, vẫn vững vàng chiếm cứ đơn phòng bán vé theo ngày quán quân bảo tọa, đây là hết thảy người cũng không nghĩ tới. Hơn nữa tình huống như vậy, cũng đánh vô số người mặt. Dù sao ở chiếu phim trước, nhưng là thật nhiều người, đều là xem thường, chôn sống, bộ phim này. Rất nhanh, tuần thứ nhất phòng bán vé liền đi ra. Xếp ở vị trí thứ nhất chính là ái tình nhà trọ điện ảnh lớn, bắt năm ức phòng bán vé, nhìn như rất nhiều, nhưng nếu như nhìn kỹ bộ phim này một tuần hạ xuống đơn phòng bán vé theo ngày, liền biết bộ phim này đã nhảy. Ở ngày thứ bảy thời điểm, nó đều chỉ có 50 vạn phòng bán vé vào sổ đây tuyệt đối là trong lịch sử nhảy nhanh nhất điện ảnh một trong. Xếp hạng thứ hai chính là Thanh Xuân, tuy rằng bộ phim này nhảy đến cũng không chậm, nhưng dựa vào lưu lượng minh tinh tiểu thịt tươi cực kỳ được mến mộ, tuần thứ nhất phòng bán vé cũng bắt được ba. Tám ức Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là chôn sống, lại xếp hạng thứ ba, trở thành lớn nhất hát mã. Từ ngày đầu 6 triệu phòng bán vé, một đường hát vang tiếng mạnh, đến ngày thứ bảy thời điểm, Đơn phòng bán vé theo ngày liền vượt qua 5.000 vạn, tuần thứ nhất phòng bán vé tổng cộng. 3. 68 ức. Tuyệt đối người thắng lớn. Mọi người đều biết, chôn sống, đầu tư chỉ có 500 vạn mà thôi, có thể hiện tại nhưng bắt ba. 68 ức phòng bán vé, này còn vẹn vẹn là tuần thứ nhất phòng bán vé. Nhưng đám dân mạng lần thứ hai sôi vọt lên. Tạ má ơi, chôn sống, cũng quá mạnh đi. Từ ngày đầu phòng bán vé chỉ có 6 triệu trực tiếp đột kích ngược mà lên, dựa vào siêu cao cho điểm cùng danh tiếng, trực tiếp ở ngày thứ tư liền nắm đặt đơn phòng bán vé theo ngày quán quân, tuần thứ nhất càng là bắt ba. 68 ức Này đều không phải then chốt, then chốt là người ta đầu tư chỉ có 500 vạn, có thể này tuần thứ nhất liền bắt như thế cao phòng bán vé, cùng kiếm lời A. À. Ái tình nhà trọ điện ảnh lớn, chính là một cái hoa khôi, chính là một cái hố tiền ngày đầu phòng bán vé bắt được 3. Năm ức, có thể một tuần hạ xuống cũng mới năm ức, nói vậy tổng phòng bán vé cũng là như vậy đi. Đừng tiếp tục nâng này rác rưởi điện ảnh, số, vốn là cho rằng sẽ là một cái hồi ức, có thể ai nghĩ đến, lại là trọng mộ mảnh, quả thực là quá mức. Lại nói, chôn sống, diễn viên chính cố thần phong thật rất mạnh a à? kỹ xảo của hắn thật rất treo. Đúng đúng đúng, quả thực là treo đến không được, đây là ta đã thấy diễn kỹ tốt nhất người mới, không có một trong, hắn muốn hỏa. Không phải muốn hỏa, mà là đã hỏa được rồi. Cố Thần Phong không chỉ là một tên diễn kỹ siêu quần người mới diễn viên, hơn nữa ca hát cũng dễ nghe, càng là một vị quốc dân cha vợ, con gái của hắn quá đáng yêu, quả thực liền ngoan manh đến trong lòng ta đi. Ha ha, ta cũng thật thích nữ nhi của hắn đường đường, thật rất ngoan manh, đều muốn tìm cái anh chàng đẹp trai sinh một cái. Ha ha ha, ngươi bảo cái soi sáng ra đến mọi người xem xem, ngươi có hay không cái kia gian. Trong lúc nhất thời, đám dân mạng đều dồn dập bắt đầu quan tâm Cố Thần Phong. Làm người trong cuộc Cố Thần Phong nhìn thấy đám dân mạng thảo luận qua sau, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Trong sống, bộ phim này có thể bạo hỏa, hắn một chút đều không ngoại ý muốn, dù sao ở địa khu lên thời điểm, đã chứng minh tất cả, mà khi thời điểm quay chụp thời điểm, chính mình còn nắm giữ cấp A diễn kỹ đây. Tuy rằng hiện tại diễn kỹ đã tăng lên tới cấp SS, nếu như lại đi diễn, nhất định sẽ càng tốt hơn. Có điều, hiện tại, chôn sống, thành công, cố thần phong cũng coi như là ở thế giới điện ảnh mở ra một cái cửa may mà thôi, ở mọi người nhìn lại, hắn vẫn còn chỉ là một cái có chút danh tiếng lâu la. Nhưng, khoảng cách này hắn lúc trước nói dẫn dắt đường đường trải qua so với Dương Kiều tốt gấp trăm lần sinh hoạt, đã bước ra trụ cột nhất cũng là khó nhất một bước. Đang lúc này, cố thần phong chuông điện thoại vang lên. Cầm lấy đến vừa nhìn, là còn môi giới trương thanh thanh phát tới uy chát tin tức. Đã ngủ chưa, nói cho ngươi một tin tức tốt. Nhìn thấy tin tức này, cố thần phong một hồi liền đến tinh thần, trả lời. Còn không đây. Tin tức tốt gì à, nói ra nhường ta cũng hài lòng hài lòng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 47 Phòng bán vé danh tiếng xong được mùa. Dương Kiều oán hận. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Mới vừa trác nhạc đạo diễn cùng Lưu Phong xuất phẩm người đều tìm ta, bọn họ nói muốn cùng ngươi một lần nữa ký kết một phần thỏa thuận, đưa ngươi ở, chôn sống, bên trong tiền lời trích phần trăm nói lại, đúng không rất vui vẻ, đúng không rất hưng phấn. Nhìn thấy Trương Thanh Thanh phát tới tin tức, cố thần phong trong lúc nhất thời có chút chưa kịp phản ứng. Chính mình lúc trước nói chính là kịch bản cùng tiền đóng tính làm đầu tư, hiện tại bọn họ ý này là lại muốn nhiều cho ta một chút tiền lời. Có điều cố thần phong có chính mình làm người xử sự nguyên tắc, liền trả lời. Trương Tỷ, đây quả thật là là một tin tức tốt, có điều ta không dự định tiếp thu, ngươi liền giúp ta khéo léo từ chối dưới đi, chúng ta lúc đó liền ký kết qua, đồng thời ta cũng có tỷ lệ trích phần trăm, nhưng một lần nữa ký thỏa thuận, liền không có cần thiết. Nói xong, cố thần phong lại bổ sung một câu. Này nếu như truyền đi, Đối với chúng ta danh tiếng cũng không tốt. Trương Thanh Thanh nắm điện thoại di động, nhìn Cố Thần Phong phát lại đây tin tức, đầy đủ sửng sốt một phút. Nàng nhưng là biết, trước Cố Thần Phong thu vào điều kiện cũng không ra sao, dựa theo hiện tại, chôn sống, nóng nảy trình độ, nếu như đem hắn trích phần trăm tỷ lệ dù cho chỉ nhắc tới cao 5%, vậy cũng là một bút không ít thu vào a. À. Cố Thần Phong lại không có thấy tiền sáng mắt. Trực tiếp liền từ chối không thể không nói, này quá ra ngoài Trương Thanh Thanh dự liệu. Sau khi hết khiếp sợ, Trương Thanh Thanh nhưng là bật cười, mang theo như vậy một vị tam quan đoàn chính, diễn kỹ nổ tung, còn có thể chịu khổ nhọc người mới diễn viên, quả thực là thật là vui. Liền Trương Thanh Thanh trả lời. Thần Phong, ngươi ý nghĩ này rất tốt, tuy rằng như vậy sẽ tổn thất một ít lợi ích, nhưng ta cũng đồng ý quyết định của ngươi, một lúc ta phải trả lời bọn họ. Thần Phong, cố gắng nỗ lực, ta rất xem trọng tương lai của ngươi. Cố thần phong trả lời. Ha ha, trương tỷ, chỉ cần có ngươi ở, ta cũng rất xem trọng tương lai của chính mình. Trương Thanh Thanh nhìn thấy cố thần phong này đều hồi phục, không khỏi cả người run lên. Chỉ cần có ngươi ở, ta cũng rất xem trọng tương lai của chính mình. Đây là ở đối với thực lực mình khẳng định, vẫn là. Những ngày kế tiếp, chôn sống, nhất chi độc tú, năm bộ phim bên trong, duy nhất một bộ không sót không điện ảnh. Cho đến cái khác điện ảnh, toàn bộ cũng đã nằm xuống. Có điều, chôn sống, nói cho cùng vẫn là một bộ điện ảnh, quan tâm người cũng sẽ không quá nhiều, vì lẽ đó nó phòng bán vé cũng không cao lắm. Cứ việc từ ngày thứ tư bắt đầu, liền kéo dài nửa tháng bắt được ngày đó phòng bán vé quán quân, có thể cuối cùng dưới vẻ thời điểm, tổng phòng bán vé cũng mới chỉ có 8. Ba ước mà thôi. Nhưng, chôn sống, nhưng là trở thành tháng 11 cùng khóa chiếu phim năm bộ phim bên trong, phòng bán vé cao nhất tồn tại, danh tiếng liền không cần phải nói, văn hóa ty chuyên nghiệp web bình luận điện ảnh lên, vẫn duy trì chính. Một cho điểm. Đây tuyệt đối là kinh điển phim ảnh. Đương nhiên, chôn sống cũng là cùng khóa bên trong kiếm tiền nhiều nhất một bộ phim, cứ việc phòng bán vé không cao lắm, nhưng nó tổng đầu tư mới 500 vạn. Đào đi hết thảy, một bộ phim kiếm lời vài cái ức điều này làm cho chôn sống trở thành trong vòng lấy nhỏ thắng lớn truyền kỳ điện ảnh hỏa làm duy nhất diễn viên chính cố thần phong tự nhiên cũng hỏa nhảy một cái trở thành đời mới kiệt xuất diễn viên được quan tâm theo đạo lý tới nói cố thần phong bạo hỏa hắn nên thừa dịp cái này nhiệt độ nhiều tiếp mấy cái tống nghệ tiết mục mò điểm nhi tiền nhưng cố thần phong cũng không có hắn thậm chí ngay cả một cái tiết mục đều không có tham gia dù cho là chôn sống, chiếu phim trong lúc, cố thần phong ra thỉnh thoảng ở trên Weibo bộ phát một ít liên quan với điện ảnh tuyên truyền bên ngoài, liền cũng lại không có tin tức gì. Này ở thế giới giải trí tuyệt đối được cho là một cái khác loại. Bây giờ, cố thần phong Weibo bộ fans đã đạt đến hơn 500 vạn, quan trọng nhất chính là mỗi một điều Weibo bộ khen ngợi bình luận chuyển đi các loại số liệu, đều có thể đạt đến 10 vạn, như vậy sinh động độ, đã có thể so với được với những kia nhị lưu minh tinh nào đó trong biệt thự xa hoa. Hạng hai nữ tinh Dương Kiều, thân mặc đơn bạc tơ tầm áo ngủ, cầm trong tay một ly rượu đỏ, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Kỹ xảo của hắn làm sao sẽ tốt như thế? Đây là nghi hoặc ở Dương Kiều trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Kể từ cùng cố thần phong ly hôn qua đi, nàng qua một khoảng thời gian tiêu giao tháng ngày, mỗi ngày cùng bọn tỷ muội ăn chơi chè chén, có thể khoảng thời gian này hạ xuống, nàng đã mất hứng đặc biệt nhìn thấy cố thần phong diễn viên chính, chôn sống, dĩ nhiên đạt được lớn như vậy từng thành công sau, trong lòng thì càng thêm xoắn xuýt lên. Đang lúc này, biệt thự cửa bị đẩy ra. Tiến vào là nàng khuê mật ninh tử kỳ, cầm trong tay hai vé xem phim. Kiêu kiêu, ở nhà một mình uống cái gì rượu a? À? đi ta dẫn ngươi đi xem điện ảnh đi. Ninh tử kỳ đặt mông ngồi vào Dương Kiều bên cạnh. Không có hứng thú. Dương Kiều biểu môi, nói chính ta chính là diễn viên, đã sớm nhìn chán. Ngươi thật không đi. Ninh Tử Kỳ cầm lấy hai tấm vé xem phim, ở Dương Kiều trước mắt quơ quơ, nói. Ngươi liền không muốn tận mắt đi xem xem cố thần phong diễn kỹ đến cùng làm sao. Không sai, Ninh Tử Kỳ mua chính là, chôn sống, vé xem phim, nàng rất là hiếu kỳ, internet đều nói cố thần phong diễn kỹ tốt, không tin tà nàng, nghĩ mau chân đến xem. Vốn là nàng là không nghĩ đến gọi Dương Kiều, nhưng là từ khi dương kiều cùng cố thần phong hai người ly hôn qua đi dương kiều liền sống được càng ngày càng không có tim không có phổi cả người liền dường như xác chết di động như thế cứ việc mỗi ngày đều cười khẩu thường mở có thể trở thành khuê mật ninh tử kỳ biết dương kiều trong lòng dù sao cũng hơi trống vắng mà cố thần phong bên kia ly hôn qua đi cuộc sống gia đình tạm ổn qua nhưng là càng ngày càng tốt dựa theo hắn hiện tại xu thế xuống nói không chắc thật là có khả năng mang theo đường đường trải qua so với Dương Kiều tốt gấp trăm lần sinh hoạt. Nếu như đến vào lúc ấy, e sợ tranh cường háo thắng Dương Kiều, lại muốn chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Dương Kiều vừa nhìn là, chôn sống, vé xem phim, thì có chút đến khí, nói. Ngươi là thành tâm đến làm bực bội ta đúng không? Nàng cùng cố thần phong nhận thức thời gian dài như vậy, lúc trước đồng thời ở hoành điếm làm quần diễn, làm sao sẽ không biết cố thần phong diễn kỹ đây? Có thể hiện tại sự thực chính là, cố thần phong diễn viên chính, chôn sống, lấy nhỏ thắng lớn, thu được siêu cao phòng bán vé, càng quan trọng chính là, liền danh tiếng cũng tốt vô cùng. Này liền nói rõ khán giả là tán thành cố thần phong diễn kỹ. Dương Kiều trong lúc nhất thời có chút không muốn tin tưởng sự thực này, đồng thời cũng có chút sợ sệt. E sợ sau đó cố thần phong mãi mãi cũng sẽ không trở về cho mình nhận sai, cái kia đường đường cũng vĩnh viễn không thể trở lại bên cạnh mình. Hơn nữa cố thần phong dựa vào tinh xảo diễn kỹ, sau đó kiếm được tiền nói không chắc so với mình còn nhiều hơn rất nhiều. Dù sao mình diễn kỹ, Dương Kiều trong lòng rất rõ ràng. Trong lúc nhất thời, Dương Kiều trong lòng thậm chí đều bay lên nồng nặc oán hận cùng không cam lòng. Không trách lúc trước cố thần phong lúc trời đi, như vậy có niềm tin, lúc đó hắn khẳng định cũng đã có như thế tinh xảo diễn kỹ, chỉ là vẫn không có tự nói với mình mà thôi. Nghĩ tới đây, Dương Kiều cái kia đồ ngủ đơn bạc dưới thân thể mềm mại liền run rẩy dưới, sắc mặt cũng trở nên hơi dữ tận lên, cắn răng nghiến lợi nói. Cái này chết tiệt cố thần phong, nguyên lai hắn vẫn luôn gạt ta. Ninh Tử Kỳ nghe vậy sững sờ, hỏi. Tỷ môn nhi, hắn gạt ngươi cái gì? Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 48 Dương Kiều tính toán, nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio dương kiều hít sâu một hơi trong lời nói mang theo nồng đậm sự thù hận nói rằng tử kỳ ngươi còn nhớ ta ly hôn ngày ấy mấy cái khuê mật cùng uống rượu thời điểm nói sự tình à lúc đó cố thần phong rất thoải mái liền đáp ứng rồi tịnh thân ra nhà sự tình hơn nữa còn thả ra lại nói sau đó đường đường theo hắn gặp qua lên so với theo ta tốt gấp trăm lần tháng ngày hiện tại ta xem như là rõ ràng lúc đó hắn vì sao lại như vậy có niềm tin ta nghe nói chôn sống kịch bản chính là hắn viết e sợ sớm ở chiếu cố đường đường sinh bệnh trong lúc hắn ngay ở bắt đầu viết cái này kịch bản cũng chính bởi vì như vậy vì lẽ đó hắn vừa ly hôn liền bị thiên mang giải trí ký kết hơn nữa còn đem chôn sống cho đập đi ra tên khốn kiếp này không nghĩ tới tâm cơ nặng như vậy lừa gạt ta nghe được dương kiều vừa nói như thế Ninh Tử Kỳ cuối cùng đã rõ ràng rồi Dương Kiều vì sao lại oán hận Cố Thần Phong. Cho tới, chôn sống, này kịch bản là xuất từ Cố Thần Phong Tây, ở trong vòng đã không phải bí mật gì, hiện tại dựa theo Dương Kiều lời giải thích, khẳng định là Cố Thần Phong ở đề cập với nàng ra ly hôn thời điểm, cũng đã viết ra này bộ, chôn sống, kịch bản. Nếu không, là một cái người mới, dù cho lại là bị Chu Binh đạo diễn vừa ý, ký kết đến thiên mang giải trí, cũng không thể vừa lên đến liền cho hắn đi ra đóng phim nhân vật chính. Hơn nữa bộ phim này vẫn là duy nhất nhân vật chính. Phải biết, đầu tư thành phẩm cũng chỉ có 500 vạn A, à, bắt 8. Ba ước phòng bán vé, có thể tưởng tượng được trong này, cố thần phong có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Hơn nữa có thể viết ra, chôn sống, kịch bản nam nhân, tài hoa khẳng định là có, đối với giới diễn viên người đến nói, một cái tốt kịch bản thực sự là quá trọng yếu. Thử nghĩ một hồi, nếu như Cố Thần Phong không có theo Dương Kiều ly hôn, vậy sau này viết ra cái gì tốt kịch bản, chính mình không cũng có thể theo dính chút ánh sáng a. À. Đáng tiếc, lớn như vậy cái bảo tàng nhưng là nhường Dương Kiều như ném giày rách như thế đem ném đi rồi. Ninh Tử Kỳ suy nghĩ một chút, nói: "Kiều Kiều, ngươi hiện đang tức giận có ích lợi gì, mất bò mới lo làm chuồng, nói không chắc còn có cơ hội." Dương Kiều lắc đầu lạnh giọng hỏi: "Cơ hội gì?" nếu như Ninh Tử Kỳ không nhắc tới cùng chuyện này, cái kia Dương Kiều vẫn không có lớn như vậy khí, có thể hiện tại chính đang nổi nóng Dương Kiều, cái nào sẽ đi nghĩ nhiều như thế đây? Ngươi A, thật là đần. Ninh Tử Kỳ có chút chỉ tiết mài sắc không thành nói rằng. Lần này, chôn sống, phòng bán vé có 8. Ba ức, mà đầu tư thành phẩm chỉ có 500 vạn, ngươi suy nghĩ một chút trong này lợi nhuận có bao nhiêu? Coi như cố thần phong chính mình dùng kịch bản đầu tư, chiếm số lượng cũng sẽ không quá ít coi như chỉ có một thành lợi nhuận cái kia tiền lợi cũng là rất khả quan a à. hơn nữa cố thần phong có thể viết ra chôn sống như vậy lẽ nào ngươi liền có thể bảo đảm hắn sẽ không viết ra cái khác ưu tú kịch bản a à? ta cảm thấy ngươi có thể đi tìm cố thần phong cố gắng tâm sự hắn sau đó viết kịch bản chúng ta đến cho hắn đầu tư đến thời điểm tìm đoàn kịch đến đập cái kia chẳng phải là có thể kiếm lời nhiều tiền hơn nghe xong ninh tử kỳ dương kiều không nhịn được lường một cái cái kia trắng nõn da thịt mang theo vài phần đỏ ửng nói ngươi là nhường ta chủ động đi tìm hắn ta không tuyệt không ngươi cho rằng hắn là kim bài biên kịch a chó ngáp phải rùi viết một cái cuốn tập bị đập hỏa dưới một quyển sẽ hỏa a cứ việc dương kiều ngoài miệng nói như vậy thế nhưng bị ninh tử kỳ như thế vừa đề tỉnh trong lòng cũng có ý động chỉ là kéo không tới mặt mũi mà thôi lại nói hiện tại cố thần phong có bản lĩnh chính mình hiện tại đi tìm hắn cái kia không phải là mình cho mình tự tìm phiền phức à dù sao qua năm năm chính mình là làm sao đối xử cố thần phong dương kiều trong lòng quá rõ ràng chê cười vung sắc mặt những thứ này đều là chuyện thường như cơm bữa thậm chí có lúc còn trực tiếp bắt đầu bây giờ trở về nghỉ dưới kỳ thực cũng không phải cố thần phong đối với chính mình không bỏ xuống được mà là hoàn toàn vì chiếu cố đường đường mới ủy khúc cầu toàn ngươi liền mạnh miệng đi ninh tử kỳ cũng biết dương kiều là cái tốt mặt mỗi người liền bắt đầu nghĩ kế lên biện pháp đều là người nghĩ đi ra ngươi có thể nắm đường đường làm chỗ đột phá hiện tại internet có thể có quá nhiều người yêu thích đường đường hơn nữa ngươi cái này làm mẫu thân đi xem xem con gái lẽ nào hắn còn không cho sau đó ngươi liền đem đường đường tiếp đi ra ăn cơm bộ một hồi nàng nhìn hiện tại cố thần phong đối với ngươi thái độ gì tiểu hài tử không biết nói dối. Lại nói, nếu như cố thần phong có mới kịch bản, có người cho hắn đầu tư, đối với hắn mà nói cũng là có lợi, dù sao hắn viết ra kịch bản, cũng là muốn muốn đánh ra đến. Nghe ninh tử kỳ kiến nghị, Dương Kiều đem rượu đỏ trong ly ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nói. Buồn ngủ, ngươi áo ngủ ở chỗ cũ, sớm một chút nghỉ ngơi. Kỳ thực trong lòng nàng đã ý động, muốn đi thử xem, thế nhưng lại thật không tiện ngay ở trước mặt khuê mật thừa nhận trong lòng mình có dự định nói xong lắc lắc eo thon chi đi vào gian phòng sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại dương kiều liền cho cố thần phong gọi điện thoại lúc này cố thần phong vừa vặn đưa xong đường đường đến trường trở về làm hắn xem tới điện thoại di động lên điện báo biểu hiện thời điểm sắc mặt lập tức liền trở nên âm trầm đối với dương kiều nữ nhân này cố thần phong hiện tại đúng là không cảm giác ở đường đường sinh bệnh trong thời gian 2 năm, bất kể là làm mẫu thân vẫn là thê tử, Dương Kiều đều phi thường không hợp cách. Ở Cố Thần Phong trong ấn tượng, Dương Kiều trong mắt xưa nay đều chỉ có kiếm tiền, hết thảy tất cả đều muốn xếp hạng ở kiếm tiền sau khi bao quát gia đình. Lúc trước ở Hoành Điếm đồng thời làm quần diễn thời điểm, Dương Kiều cũng không phải như vậy, nhưng từ khi hắn 3 năm trước bắt đầu biểu diễn một bộ nữ số 2 cổ trang kịch qua đi, đi vào thượng lưu vòng tròn, sau đó liền triệt để thay đổi trở nên thế lực cay nghiệt hám làm giàu nói thật cố thần phong là thật không muốn lại cùng dương kiều có cái gì gặp nhau cùng liên quan nhưng dương kiều dù sao cũng là đường đường mẫu thân nắm giữ đối với đường đường quan sát quyền vì lẽ đó điện thoại này cố thần phong dù cho lại không muốn tiếp hắn cũng đến tiếp uy cố thần phong âm thanh rất là bình thản đầu bên kia điện thoại Dương Kiều âm thanh vẫn là hùng hổ dọa người, nói: "Cố Thần Phong, đường đường đây, ta buổi trưa muốn dẫn nàng đi ra ngoài ăn cơm." Đối với Dương Kiều ngữ khí, Cố Thần Phong là rất không thoải mái, cau mày nói rằng: "Mới vừa đem nàng đưa đi vườn trẻ, ngươi nếu muốn thấy nàng, liền chờ nàng buổi tối tan học đi. Cái kia tốt, 5 giờ chiều tan học đúng không, ta đi đón nàng." "Được." Đơn giản mấy câu nói, nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại giữa hai người trừ đường đường bên ngoài cũng sớm đã là không lời nào để nói cố thần phong trở lại ký túc xá còn chưa vào cửa đây liền nhìn thấy còn môi giới trương thanh thanh đứng ở cửa trương tỷ có chuyện à cố thần phong mỉm cười hỏi trương thanh thanh gật gật đầu nói đi thôi đi vào nói hai người vào nhà qua đi cố thần phong cho trương thanh thanh rót một chén nước qua đi ngồi ở trên ghế salon Trương Thanh Thanh nhìn Cố Thần Phong hỏi: "Thần Phong, hiện tại có 5 cái tống nghệ tiết mục cùng 15 cái thương diễn ở mời ngươi, đưa ra giá cả đều phi thường mê người, ngươi thật không dự định tham gia à?" Cố Thần Phong uống một hớp nước qua đi, hồi đáp: "Trương tỷ, ngươi cũng không phải không biết ta đối với những này thật không có hứng thú, tuy rằng tham gia những này tiết mục có thể mò đến không ít tiền, thế nhưng ta có chút mâu thuẫn." Đối với hắn câu trả lời này, Trương Thanh Thanh cũng biểu thị rất bất đắc dĩ, có điều nàng cũng coi như là hiểu rõ cố thần phong, nhân tiện nói. Vậy được đi, sau đó những này, ta toàn bộ đều cho ngươi đẩy rơi, hiện tại có không ít điện ảnh đạo diễn đều rất xem trọng ngươi, chờ ta bắt được kịch bản ở tìm đến ngươi, nhưng ngươi lựa chọn dưới. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 49 Mới nghệ nhân hợp đồng, lương một năm không vạn giữ gốc nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio cố thần phong cười cợt nói vậy thì đa tạ trương tỷ vốn là hắn là dự định từ hệ thống bên trong lại hối đoái kịch bản đi ra dù sao hiện tại trải qua chôn sống bộ phim này hắn hệ thống danh vọng giá trị đã tích lũy không ít nhưng sau đó suy nghĩ một chút vẫn là nhìn xuống khoảng cách chôn sống thời gian quá ngắn nếu như do hối đoái ra một bộ kinh điển kịch bản khó tránh khỏi sẽ làm người hoài nghi Trương Thanh Thanh nhìn thấy cố thần phong cái kia ánh mặt trời đẹp trai khuôn mặt tươi cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó rời đi cố thần phong túc sắc. Nàng cũng không có đi những nơi khác, mà là đi tới lưu cùng bộ trưởng văn phòng. Mới vừa vào cửa, lưu cùng bộ trưởng liền hỏi. Như thế nào, thần phong vẫn là từ chối đúng không? Trương Thanh Thanh gật gật đầu, nói. Là, hắn lần thứ hai từ chối, hắn là thật không thích tham gia những này tống nghệ tiết mục thì càng khỏi nói thương diễn lưu cùng nghe vậy không khỏi có chút dở khóc dở cười nói ai người này hại chúng ta thiếu kiếm lời bao nhiêu tiền a à, thực sự là nghĩ nắm roi gia quốc hắn trương thanh thanh tức giận lường một cái nói chôn sống có thể không ít nhường công ty kiếm tiền người muốn cam lòng ngươi liền đi đánh ta bảo đảm không nói lời nào nghe nói như thế lưu cùng cười ha ha nói ta còn thực sự liền không nở đây, cố thần phong diễn kỹ không nói, này điểm nhi ta vô cùng tin tưởng, hơn nữa hắn cũng là một cái phi thường có tài hoa người. Có tài hoa, lại có diễn kỹ, chỉ cần lại biểu diễn mấy bộ tuyệt đối nổ tung điện ảnh, vậy hắn sau đó nhất định có thể ở thế giới điện ảnh đứng vững gót chân, không chỉ là cố thần phong cá nhân, liền ngay cả chúng ta thiên mang giải trí cũng là như thế. Nói tới chỗ này, lưu cùng âm thanh khẽ biến, nói. Dù sao, chúng ta thiên mang giải trí hiện tại nhưng là không bị tiếp đãi a à? trương thanh thanh long mày nhíu lại trong nháy mắt hiểu được nói ai bảo công ty dựa lưng mang quả vệ thị đây mà mang quả vệ thị lại là một cái phi thường am hiểu tống nghệ tiết mục đài truyền hình hơn nữa còn thiện dụng lưu lượng minh tinh có thể được tiếp đãi mới là lạ đây lưu Cùng vừa nghe đầy mặt phiền muộn nói cái này ta cũng quản không được a à, ta có thể quản cũng chỉ có thiên mang giải trí vì lẽ đó ta hiện tại đã đưa lực với thay đổi mọi người đối với thiên mang giải trí cái nhìn mà cố thần phong chính là một bước ngoặt trương thanh thanh tự nhiên rõ ràng hắn lời này là có ý gì chỉ là muốn thay đổi trong lòng mọi người đối với thiên mang giải trí cố hữu ấn tượng nào có như vậy dễ dàng đây hơn nữa đem hết thảy hy vọng đều đặt ở cố thần phong trên người hắn bộ phim tiếp theo có thể không lần thứ hai bạo hỏa đều vẫn là ấn số a vào lúc này Lưu Cùng bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, từ trong ngăn kéo lấy ra hai phân hợp đồng đưa cho Trương Thanh Thanh, nói: "Thanh Thanh, đây là ta một lần nữa định ra hợp đồng, ngươi xem một chút có vấn đề hay không?" "Hợp đồng?" Trương Thanh Thanh đầu tiên là sững sờ, làm nạn tiếp nhận hợp đồng liếc mắt nhìn qua đi, liền hiểu rõ ra. Nguyên lai like đây là muốn theo Cố Thần Phong một lần nữa ký kết nghệ nhân hợp đồng, dù sao trước theo Cố Thần Phong ký kết chính là người mới hợp đồng nhưng là hiện tại cố thần phong biểu hiện ra thực lực cùng với tiềm lực của hắn tuyệt đối là đáng giá bắt được một cái càng tốt hơn nghệ nhân hợp đồng tiếp đó trương thanh thanh lại nghiêm túc xem lên mười phút sau trương thanh thanh mở miệng nói phần này hợp đồng không có vấn đề ta tin tưởng nếu như cố thần phong nhảy ra hợp đồng bên ngoài sẽ có lượng lớn công ty dùng càng tốt hơn đãi ngộ đem hắn ký xuống đến lưu cuồng gật gật đầu nói cái này ta tự nhiên là biết vì lẽ đó ta mới muốn một lần nữa theo cố thần phong ký kết phần này nghệ nhân hợp đồng dành cho hắn đầy đủ tự do cùng tôn trọng cũng cho hắn biết chúng ta thiên mang giải trí thành ý trương thanh thanh nghe vậy gật đầu lia lịa nói vậy được hợp đồng ta liền lấy đi bảo đảm nhường hắn ký xuống đến nói xong trương thanh thanh cầm hợp đồng xoay người liền rời đi rời đi lưu cùng văn phòng qua đi trương thanh thanh lần thứ hai đi tới cố thần phong ký túc xá không thể không nói cố thần phong ở ở công ty đúng là quá thuận tiện trương thanh thanh dù sao lộ trình gần có chuyện gì cũng tốt câu thông khi nhìn thấy trương thanh thanh lần thứ hai đến thời điểm cố thần phong cũng là hơi sững sờ hỏi trương tỷ nhanh như vậy sẽ trở lại lẽ nào là tìm tới tốt kịch bản trương thanh thanh đi vào phòng khách sau đó cầm trong tay hợp đồng đưa cho cố thần phong nói ngay vào điểm chính thần phong đây là lưu bộ trưởng vì ngươi mới chuẩn bị nghệ nhân hợp đồng dự định theo ngươi một lần nữa ký kết ngươi xem dưới cố thần phong đầu tiên là sững sờ sau đó hắn liền rõ ràng cũng không phí lời trực tiếp nắm qua hợp đồng liền xem lên làm cố thần phong xem xong hợp đồng qua đi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nguyên nhân không gì khác bởi vì phần này hợp đồng đãi ngộ thực sự là quá tốt rồi không chỉ đem nguyên bản trích phần trăm tỷ lệ đổi thành 6.4, hơn nữa là cố thần phong nắm 6, công ty nắm 4, càng là đưa ra một cái lương một năm trăm vạn giữ gốc. Cũng chính là nói, dù cho cố thần phong một năm không hề làm gì, đều có thể lấy không một trăm vạn. Quan trọng nhất chính là không có bất kỳ kèm theo điều kiện, không chỉ như vậy, mới nghệ nhân hợp đồng bên trong, cố thần phong độ tự do càng cao hơn, cũng càng có có lời nói quyền. Chỉ cần là cố thần phong chính mình không thích, hắn đều có quyền từ chối. Cái này mới nghệ nhân hiệp ước kỳ hạn là 5 năm, ở thế giới giải trí bên trong xem như là một cái tương đối dài kỳ hạn. Cố thần phong nhìn Trương Thanh Thanh, cười nói. Trương Tỷ, các ngươi liền không sợ ta không hề làm gì, chuyên môn hố ngươi nhóm này 500 vạn A. À. Trương Thanh Thanh nghe được cố thần phong lời này, trên mặt hiếm thấy lộ ra một vệt nụ cười, nói. Nếu như ngươi nghĩ, tại sao lại không chứ? À, chuyện này làm sao cùng nội dung vở kịch hướng đi có chút không giống a à? nàng không nên là nói một ít ngươi dám ngươi nếu như làm như thế ta liền làm sao như thế nào loại hình a à? bất thình lình một câu nếu như ngươi nghĩ tại sao lại không chứ? khiến cho cố thần phong còn thật không biết nên nói cái gì được rồi hoàn toàn bị đánh bại liền cố thần phong trực tiếp lấy ra bút ở mới nghệ nhân trên hợp đồng diện ký xuống tên của chính mình Ký xong qua đi, Cố Thần Phong trêu ghẹo nói: "Trương tỷ, ta nhưng là đem chính mình bán cho ngươi ha, ngươi có thể chiếm được cố gắng thương tiếc thương tiếc ta nha." Trương Thanh Thanh mỉm cười nói: "Tốt, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng thương tiếc ngươi, nhất định nhường ngươi thoải mái." Nói xong, lại vẫn hướng Cố Thần Phong quăng một cái mặt mày. Sau đó liền cầm hợp đồng mang theo người thắng nụ cười rời đi nhìn trương thanh thanh cái kia thước tha bóng lưng cố thần phong có như vậy trong nháy mắt có chút thất thần nữ nhân này thật đúng là một cái vạn người mê a à. nhưng là quá phiền muộn rõ ràng mình muốn trêu đùa đối phương kết quả không nghĩ tới bị đối phương cho đùa giỡn quả nhiên chính mình không thích hợp làm cặn bã nam a à. đưa đi trương thanh thanh qua đi cố thần phong trở về phòng nhìn xuống hệ thống họ tên cố thần phong trước mặt nắm giữ kỹ năng. Cấp SS diễn kỹ, cấp A đạo diễn kỹ năng. Khí trang nắm giữ. Để hoàng khí trang. Trước mặt tác phẩm. Tự biên tự diễn, chôn sống. Trước mặt danh vọng giá trị. 38424000, 380 vạn danh vọng giá trị. Cố thần phong nhìn thấy chính mình hệ thống danh vọng giá trị đều có chút sửng sốt. Mặc dù biết này đều là chôn sống, bộ phim này lửa lớn qua đi, mang đến danh vọng giá trị tăng vọt, tuy nhiên không nghĩ tới lập tức lại tích trữ nhiều như vậy. Mở ra hối đoái cửa hàng. Có danh vọng đáng giá, tự nhiên là muốn tăng lên dưới chính mình. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 50 Không biến khí tràn, hài tử giáo dục. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ken, chúc mừng ký chủ tiêu tốn 200 vạn danh vọng giá trị, hối đoái bách biến khí tràn bách biến khí tràn có thể tùy ý ở bất kỳ nhân vật bên trong biến hóa ra đối ứng khí tràn bao quát nhưng không giới hạn với bá đạo tổng giám đốc cổ trang cường giả thương gia tiểu thương bách biến khí tràn cố thần phong trong lòng vui vẻ đón lấy liền cảm giác một luồng khổng lồ tin tức nhảy vào trong đầu của chính mình các loại nhân vật khí thế trong nháy mắt thông hiểu đạo lý cùng trước đế hoàng khí tràng tương đồng hiện tại nếu để cho cố thần phong đi diễn một cái con buông, hắn có thể trực tiếp đem kịch bản bên trong nhiệm vụ cho diễn hoạt. Lại như là từ kịch bản bên trong đi ra dị dạng, cũng không phải là vì điển kịch mà điển kịch, mà là bản sắc biểu diễn. Điều này làm cho hắn sau đó đang diễn trò thời điểm, càng thêm như cá gặp nước, như hổ thêm cánh. 5 giờ chiều, đường đường tan học. Làm cố thần phong tiếp ra đường đường, sau đó đem Dương Kiều một lúc muốn dẫn nàng đi ăn cơm sự tình nói với nàng dưới, mới vừa nói xong, tiểu tử đầu liền gục xuống. Cố thần phong liền vội vàng hỏi. Đường đường, làm sao? Đường đường nhìn cố thần phong một chút, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Ba ba, ta có thể không đi à? Cố thần phong nhìn thấy đường đường cái kia phó dáng vẻ muốn khóc, ngồi sổng người xuống, nhìn đường đường nói. Ngươi là không muốn gặp mẹ à? đường đường cong lên miệng nhỏ không nói lời nào cái kia tốt nếu ngươi không muốn gặp chúng ta liền không gặp cố thần phong suy nghĩ một chút đối với đường đường nói rằng dương kiều tuy rằng có quan sát quyền nhưng đường đường đồng dạng có từ chối quan sát quyền lợi vì lẽ đó cố thần phong tôn trọng đường đường quyết định làm hắn đứng lên đến chuẩn bị ông lấy đường đường về nhà thời điểm đường đường nhưng đứng ở nơi đó bất động cố thần phong nhíu nhíu mày hỏi làm sao không đi a à? đường đường câu mày một bộ tiểu đại nhân dáng dấp nói rằng tính ba ba ta vẫn là thấy nàng một mặt đi không phải vậy sau đó hắn khẳng định thường thường sẽ tới cửa vườn trẻ đến chắn ta đến thời điểm càng phiền toái ngược lại chính là ăn bữa cơm ta ăn xong liền về nhà nhìn thấy như vậy hiểu chuyện đường đường cố thần phong trong lòng năm vị trần tạp nhắc nhở mẹ ngươi còn có thể sẽ làm ngươi buổi tối đi nàng chỗ ấy à đường đường nghe vậy kêu lên một tiếng sợ hãi, một mặt không tình nguyện nói rằng. Con muốn về nhà nàng a, à, ba bà, bà, ta có thể không đi à? Đương nhiên có thể. Cố thần phong gật đầu li lịa, nói. Đây chính là ngươi quyền lợi nha, ngươi không muốn đi, nàng cũng không thể miễn cưỡng ngươi. Đường đường dường như gã con mổ thóc như thế gật đầu nhỏ, nói. Vậy ta liền không đi, cơm nước xong, ngươi liền đến tiếp ta. Đường đường thấy đường đường như vậy chán ghét Dương Kiều, cố thần phong âm thanh trở nên nghiêm túc lên, nói. Nàng như thế nào đi nữa nói cũng là sinh ngươi mẹ, mà ngươi là con gái của nàng, đây là người nào cũng thay đổi không được sự thực. Tuy rằng mẹ ngươi rất nhiều chuyện làm có vấn đề, nhưng ta tin tưởng trong lòng nàng nhất định là yêu ngươi. Cho tới ta và mẹ của ngươi ly hôn, đây là đại nhân chuyện, ngươi một lúc thấy mẹ ngươi qua đi, nhất định phải nhớ đến có lễ phép, hiểu chưa? Cố thần phong sở dĩ nói như vậy, cũng không phải là muốn thấy Dương Kiều giải vây, hắn còn không đến mức nhàn đến trình độ như thế này. Dương Kiều ba năm nay hành động, thật không xứng làm mẹ, liền ngay cả lúc đó đường đường ở phòng cấp cứu thời điểm, nàng đều có thể rời đi đi cùng đạo diễn ăn cơm đàm luận nhân vật. Mà tiểu hài tử thế giới tình cảm là chân thật nhất, ở đường đường cần nhất tình mẹ thời điểm, không chiếm được tình mẹ, cho nên nàng đối với Dương Kiều không có tình cảm cũng là bình thường. Nhưng, nhưng cố thần phong sợ sệt chính là làm hắn mới vừa nhấc lên dương kiều thời điểm đường đường ánh mắt bên trong lại xuất hiện căm ghét vẻ mặt vì ghét sinh hận cố thần phong không hy vọng dương kiều trở thành đường đường ám ảnh trong lòng càng lo lắng đường đường còn nhỏ tuổi tâm lý liền cất lên cừu hận chuyện này đối với nàng trưởng thành là trăm hại mà không một lợi cùng trên thế giới hết thảy cha mẹ như thế cố thần phong cũng hy vọng đường đường có thể cả đời thật vui vẻ vui sướng vĩnh viễn mặt hướng mặt trời mọc cừu hận vật này chẳng những có thể ảnh hưởng đến một người tính cách thậm chí có thể thay đổi một người vận mệnh vì lẽ đó cố thần phong nhất định phải đem đường đường trong lòng mầm móng cừu hận hóa giải rơi miễn cho nó mọc trễ nảy mầm đường đường mặc dù mới năm tuổi nhưng một cơn bệnh nặng nhường tâm trí của nàng muốn so với hài tử cùng lứa thành thục rất nhiều hơn nữa nàng bởi nhận thức chữ tương đối nhiều chính mình xem qua rất nhiều phim hoạt hình bản vẽ các loại đã bắt đầu như đại nhân như thế suy nghĩ vấn đề rất nhiều thời điểm nàng đưa ra những kia thiên mã hành không làm giống như vấn đề, nhưng cố thần phong đều không thể trả lời. Cũng chính bởi vì như vậy, vì lẽ đó ở có một số việc lên, cố thần phong cũng không dám bắt nàng làm hồ đồ tiểu hài tử sai khiến, mà là thương lượng giải quyết. Nghe được cố thần phong, đường đường nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hỏi. Ba ba, ngươi không hận mẹ ta à? Không hận, cố thần phong lắc lắc đầu, nói giữa người lớn với nhau không thể cùng nhau, khả năng là chỗ khác xảy ra vấn đề, tỉ như tính cách A, nếp sống A các loại, cũng không nhất định nhất định phải có đúng sai, bà bà giải thích như vậy ngươi có thể hiểu chưa? Kỳ thực hắn lời này cũng không trái lương tâm, nếu như là mới vừa mang theo đường đường tịnh thân ra nhà thời điểm, trong lòng còn có một cổ sự thù hận, hiện tại đã sớm tan thành mây khói. Có một chút cố thần phong không phải không thừa nhận, cùng Dương Kiều cùng nhau mấy năm, thuộc về chính hắn tài vụ đã toàn bộ dùng ở đường đường trị liệu lên, còn lại nhà xe đều là Dương Kiều kiếm tiền mua. Tiêu hết tiền tài, bên cạnh hắn chỉ còn dư lại dùng tiền cứu trở về con gái, mà Dương Kiều là yêu tiền. Chính mình mang theo con gái tịnh thân ra nhà, mà Dương Kiều lưu lại nạn âu yếm tiền, vậy cũng là là các lấy đoạt được. Vì lẽ đó, cố thần phong bây giờ đối với Dương Kiều, thật không có cái gì hận, rất bình thản. Nghe xong cố thần phong, đường đường gật gật đầu nói ta thật giống hiểu rõ một chút vậy ta đáp ứng nàng cùng nàng cùng nhau ăn cơm thế nhưng buổi tối ngươi muốn tới tiếp ta về nhà nhớ kỹ sao ba ba không thể quên nha tốt cố thần phong gật đầu nói cơm nước xong nhưng mẹ ngươi gọi điện thoại cho ta nói cho ta vị trí ta liền đi đón ngươi vừa dứt lời cố thần phong chuông điện thoại di động liền vang lên là dương kiều đánh tới Quy. Cố thần phong nhận nghe điện thoại. Đầu bên kia điện thoại Dương Kiều, trong giọng nói trước sau có một cổ ở trên cao nhìn xuống hỏi, hỏi. Cố thần phong ngươi ở chỗ nào vậy, nhận được đường đường A. Cố thần phong đối với Dương Kiều như vậy ngữ khí có chút phản cảm, nhíu nhíu mày, nói. Nhận được, chúng ta vừa tới cửa vườn trẻ, chuẩn bị đi trở về. Chờ ta, lập tức đến. Dương Kiều nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại nữ nhân này đều là lấy chính mình làm trung tâm, xưa nay không cân nhắc người khác cảm thụ, cố thần phong đã quen. Cố thần phong ông đường đường đi tới bên lề đường chờ đợi. Năm phút sau, một chiếc màu đỏ thoát chờ ở cố thần phong cùng đường đường cha và con gái trước mặt dừng lại, lái xe chính là một thân văn phong hoa Mỹ trang phục Dương Kiều. Dương Kiều xuống xe qua đi, hai tay hướng cố thần phong trong lòng ngực đường đường đưa ra ngoài, nói. Đến đây đi bảo bối, nhưng mẹ ông một cái, có thể nghĩ chết mẹ. Đường đường bản năng hướng về cố thần phong trong lòng ngực trục dưới, nhưng cũng không có rõ ràng chống cự. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.